Em xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh chuẩn bị đăng lễ chào cờ. Hôm mời các bạn học sinh chúng ta bỏ mũ ra, các bạn cầm mũ sang tay trái của mình nhé. Nghiêm. Chào cờ, chào. Thầy và trò trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đã ra sức thi đua học tập và rèn luyện để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong buổi lễ linh thiêng và xúc động này, thầy và trò nhà trường nguyện sẽ hứa cố gắng phát huy truyền thống lịch sử, vượt qua mọi khó khăn. Yeah.
Nhưng thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta đã có biết bao nhiêu người con ưu tú đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó có người con ưu tú của quê hương xứ Lạng, đó là đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh là người dân tộc Tài. Ông sinh ngày 4 tháng 11 năm 1909, quê ở thôn Phạc Lạng, Tổng Nhân Lý, Châu Văn Viên, nay là thôn Phục Lạng, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ nhỏ, đồng chí là một người thông minh, hiếu học, ham hiểu biết, sống chân thành. Năm 1929 được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1934 được bổ sung vào xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1939 được bầu làm bí thư xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1940 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Năm 1941 được bầu vào Ban thường vụ Trung ương, phụ trách công tác công, binh vận, sáng lập cờ giải phóng. Tháng 8 năm 1943, đồng chí Hoàng Văn Thụ bị thực dân Pháp bắt và bị xử bắn. Ông trả lời không cần. Quan tòa hỏi ông có cần nói lời cuối cùng không? Ông nói, trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi, những người mất trước và các ông, những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng. Cha cố hỏi ông có cần rửa tội hay không? Ông đáp, cảm ơn ông, tôi không có tội gì. Nếu yêu nước, cứu nước là tội thì những người Pháp hiện giờ đang đấu tranh chống phát xít Đức bên nước, ông đều là có tội cả. Ông hãy xem, về hỏi xem có tội không? Ông sáng tác nhiều bài thơ cách mạng bằng cả tiếng Tài lẫn tiếng Việt. Trước khi địch bắn, ông đã viết một bài thơ tuyệt mệnh gửi ra ngoại nhà tù cho các đồng chí của mình. Đó là bài thơ nhắn bạn mất ngủ. Việt nước xưa nay có bại thành, miễn sao giữ được trọn thanh danh. Phục thù chỉ lớn không hề nản, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm, chí còn theo dõi biển tung hoành. Hỡi bạn xa gần đang chiến đấu, trước sau xin giữ tấm lòng thành. Kính thưa anh hùng dân tộc Hoàng Văn Thụ, được đứng vào hàng ngũ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm là ước mơ của thiếu nhi Việt Nam. Với ý nghĩa đó, trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày sinh anh Hoàng Văn Thụ, ngày 4 tháng 11 năm 1909, ngày 4 tháng 11 năm 2020, Liên đội trưởng tiểu học Hoàng Văn Thụ đã xét đề nghị tổ chức lễ kết nạp đội viên cho 60 bạn học sinh khối 4 năm. Những gương mặt tiêu biểu đã có nhiều cố gắng trong học tập cũng như trong rèn luyện. Sau đây là quyết định kết nạp đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Liên đội trưởng tiểu học Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2020, quyết định kết nạp đội viên năm học 2020-2021. Căn cứ điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và hướng dẫn của hội đồng đội thành phố, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ huy liên đội, xét năng lực, phẩm chất, đạo đức và nguyện vọng của cá nhân và giới thiệu của chi đội, nay ban chỉ huy liên đội của trường tiểu học Hoàng Văn Thụ quyết định điều 1 kết nạp 60 bạn đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có danh sách kèm theo. Điều 2, các thành viên có tên trong danh sách phải thực hiện đúng theo 3 lời hứa của người đội viên của điều lệ đội. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bạn có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban chỉ huy liên đội trưởng Phạm Bùi Gia Tệ. Sau đây xin mời bạn Khổng Tuấn Đạt, lớp 4A6, đại diện các bạn được kết nạp đội đợt này lên đọc lời hứa đội viên. Kính thưa các vị, kính thưa thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, thay mặt các bạn học sinh được kết nạp đội lần này, em xin hứa: 1. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. 2. Tuân theo điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 3. Giữ gìn danh dự đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Xin hứa. Xin hứa. Xin hứa. Xin hứa. Em xin chân thành cảm ơn. Và sau đây em xin trân trọng kính mời cô giáo Dương Thị Lan, phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Bình Minh, tổng phụ trách đội, và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bí thư chi đoàn, lên trao khăn quàng cho các bạn. Xin kính mời các cô.
thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong một thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, lễ kết nạp đội viên mới đã thành công tốt đẹp. Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt, chúc các bạn học sinh chăm ngoan học giỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn.